Sáng nay 8 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ trình bày thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình trước Quốc hội. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ông Biden vừa có những chiến thắng áp đảo trong ngày bầu cử sơ bộ siêu thứ ba vừa qua và đang tiến gần tới suất đề cử của Đảng Dân Chủ cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Theo một số quan chức Nhà Trắng, trong thông điệp liên bang, Tổng thống Biden sẽ nhấn mạnh các thành tựu chính quyền đương nhiệm đã đạt được trong hơn 3 năm qua, đặc biệt về kinh tế, cũng như khái quát tầm nhìn của ông cho tương lai nước Mỹ. Tổng thống Biden dự kiến sẽ đề cập tới đạo luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng, đạo luật chip và khoa học, những thành tựu về phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát và cải thiện an sinh xã hội. Về đối ngoại, Tổng thống Biden sẽ đề cập tới vấn đề bất ổn toàn cầu với các cuộc xung đột ở châu Âu và Trung Đông, việc gia tăng căng thẳng với Trung Quốc và Nga. Ông dự kiến cũng sẽ công bố kế hoạch xây dựng một cầu cảng ở bờ biển Gaza nhằm thúc đẩy việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào khu vực này. Việc đọc thông điệp liên bang được cho là đòn bẩy cho các nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Biden khi chương trình này sẽ được phát trực tiếp vào giờ vàng với hàng triệu người theo dõi trên khắp nước Mỹ.